Ngọc ăn cơm chưa? Cha mẹ ăn cơm chưa? Hồi nãy con ghé ăn cơm. Ngọc chào cả nhà coi. Chào Ngọc. Ngọc. Ngọc chào cả nhà. Mời cả nhà tham quan cùng mình nha cả nhà. Quá đẹp cả nhà ơi. Gấu dễ thương. Ồ quá đẹp cả nhà ơi, có hồ sen nè. Quá đẹp cả nhà ơi, mời cả nhà tham quan cùng giờ mình nha cả nhà. Tượng Phật, Đức Phật Dược Sư đó cả nhà.